Mình chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ lụt ở Tứ Xuyên phá hủy đường sắt, cầu và 80.000 người phải sơ tán ở Trùng Khánh. Kính thưa quý vị khán giả, theo Reuters, cơ quan khí tượng dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới, đặc biệt ở tỉnh Tứ Xuyên, có nhiều khả năng gây ra lũ lụt hoặc lở đất. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin, trận mưa lớn đã khiến các con sông ở khu vực bị thiên tai dâng cao và phá hủy các cây cầu, đóng cửa đường bộ và đường sắt, đồng thời buộc hàng chục nghìn người dân phải sơ tán. Lượng mưa khổng lồ cũng đã làm tăng đáng kể lượng nước của sông Dương Tử và các nhánh phụ cận của nó, khiến khả năng trữ nước của đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục lịch sử. Theo Reuters, Trung tâm Khí tượng Quốc gia chỉ ra rằng lượng mưa trong một giờ duy nhất ở một số khu vực vào những ngày tới cao tới 80mm. Các đơn vị khí tượng vì vậy đã kêu gọi chính quyền địa phương dừng các hoạt động ngoài trời và có biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đối với các tòa nhà bị sập gây thảm họa. Không chỉ sông Dương Tử hứng chịu lũ lụt mà miền Bắc Trung Quốc hứng chịu những trận mưa xối xả. Theo Reuters đưa tin rằng lũ lụt của sông Hoàng Hà đã làm cho một tuyến đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây không thể đi qua và tỉnh Cam Túc báo cáo rằng 12 người đã thiệt mạng do thảm họa và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt trong nhiều ngày. Ngay cả trong những tuần hạn hán trước đó, Nội Mông cũng đã đưa ra cảnh báo lũ lụt. Theo Reuters, dẫn Tân Hoa Xã cho biết hơn 10 con đường ở Tứ Xuyên không thể đi qua do lũ lụt và một cây cầu trên sông Minh Giang, một trong những nhánh của sông Dương Tử, cũng bị lũ cuốn trôi. Theo thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến nay, trận mưa xối xả vừa qua đã gây thiệt hại về thiên tai khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10,9 tỷ đài tệ. Trùng Khánh cũng đã sơ tán hơn 80.000 cư dân. Tuy nhiên, báo cáo chính thức chỉ đưa ra những thiệt hại trực tiếp về kinh tế do trận lũ gây ra mà không đề cập đến thương vong. Điều này làm dấy lên sự bất mãn của người dân địa phương đối với chính quyền. Theo The Epoch Times, một cây viết từ thành đô Tứ Xuyên, Than Choren nói với NTD TV rằng trận mưa lớn hơn và dày đặc hơn so với trước đây, nhưng giới chức và truyền thông Trung Quốc hiếm khi đề cập đến con số thương vong so với Nhật Bản và Đài Loan. Khi chờ đợi thông tin thiên tai của địa phương, trước tiên chúng ta sẽ chú ý đến tình hình thương vong. Điều này không tránh khỏi khiến mọi người nghi ngờ rằng chính quyền đang phớt lờ sự an toàn của tính mạng con người. Trời mưa rất to, quả thật lúc nặng hạt nhất thì ở bên kia sông, nước ngập hết. Epoch Times dẫn lời người dân họ Giang ở Miên Dương, Tứ Xuyên cho biết. Một người dân khác họ Lưu cho biết Tứ Xuyên hiện đang hứng chịu một trận lũ lớn rất nghiêm trọng. Trời mưa ngày nào cũng vậy, đã 20 ngày rồi tất cả đều bị chặn. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, có cảnh xe khách bị lật vách đá, taxi và ô tô đã tham gia vào lũ lụt. Mưa lớn và lũ lụt ập đến Nam Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt im lặng. Thưa quý vị khán giả, sông Dương Tử, sông Tương Giang và lưu vực sông Châu Giang của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kể từ đầu tháng và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tây và khu tự trị Choang Quảng Tây và Nam Trung Quốc gần như ngâm nước. Nhưng các phương tiện truyền thông chính thức xử lý một cách lạnh lùng, hầu như không có báo cáo về thảm họa và tổn thất. Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự Do, sông Dương Tử, sông Tương Giang và lưu vực sông Châu Giang của Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn và mực nước của hàng trăm con sông đã vượt quá giới hạn cảnh báo lũ lụt. Vào đầu tháng 7, nhiều trận lũ lụt xảy ra liên tiếp và nhiều địa phương người ta đã báo cáo video thảm họa cho Trung Quốc. Có thể thấy, nhà cửa bị cuốn trôi, đường xá và bờ kè bị mất, thậm chí có xác chết trôi và chìm trong lũ. Nhưng nhiều phương tiện truyền thông ở Trung Quốc, bao gồm cả truyền thông nhà nước, đã đưa tin có chọn lọc về thảm họa. Sau khi xác minh, tìm kiếm trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc với các từ khóa Tương Giang, Hồ Nam và Giang Tây, chỉ có thể tìm thấy một báo cáo từ China News Network rằng toàn bộ dòng chảy chính của sông sẽ chảy qua trận lũ lớn nhất trong năm nay. Tiến trình báo cáo của CCTV về lượng mưa vẫn còn và nội dung là một trận lũ thảm khốc đã xảy ra ở hạ lưu sông Tương Giang trong hơn 50 năm và 11 sông vượt quá cảnh báo. Đài Á Châu Tự Do đưa tin, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết 16 tỉnh, thành phố trên khắp Trung Quốc đã phát tổng cộng 15.000 bản tin cảnh báo lũ quét và 377 con sông có mực nước cao hơn mức cảnh báo lũ lụt sau trận mưa lớn hàng năm đến nay. Số lượng sông vượt quá mức cảnh báo đã tăng gần 80%.
nhiều cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ trên Weibo, một số cư dân mạng chua chát viết, bất cứ nơi nào có thiên tai, các nhân vật cấp cao nhất định sẽ đến hiện trường, dù có giả vờ, chỉ tay, cũng quan tâm đến sinh kế của người dân. Tuy nhiên, lũ lụt Dujin ở Giang Tây, lũ lụt ở Chu Châu ở Hồ Nam, lũ lụt Yangshu ở Quảng Tây và sự cố vỡ bờ kè sông Tương Giang ở Hồ Nam đã không được bất kỳ quan chức cấp cao hay giới truyền thông nào theo dõi và theo dõi lũ lụt ở nhiều nơi trong năm nay. Trận động đất Qinghai Menyuan 6,9 độ Richter. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết từ Cục Quản lý Động đất Trung Quốc rằng Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đã tổ chức các chuyên gia tiến hành nghiên cứu và phân tích về trận động đất 6,9 độ Richter xảy ra ở Qinghai Menyuan. Cơ chế trọng tâm là một trận động đất trượt kiểu tấn công với một kiểu động đất chiếm ưu thế. Các chuyên gia từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc chỉ ra rằng trận động đất Menyuan mạnh 6,9 độ Richter nằm ở phân đoạn phía đông của vành đai địa chấn dãy núi Kilan trên rìa đông bắc của cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và giải pháp cơ chế trọng tâm cho thấy một dạng trượt tấn công 3 km. Rìa đông bắc của cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và rìa trước của cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng mở rộng vào phía trong lục địa tiếp giáp với khối Asa ở phía đông bắc và khối Arctos ở phía đông. Hiện tại, kiến tạo biến dạng tương đối mạnh và hoạt động địa chấn trong khu vực tương đối sôi động. Trong phạm vi 200 km gần tâm chấn của trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở Menyuan đã có 8 trận động đất từ mạnh 6,0 độ Richter trở lên và hầu hết các chuỗi trận động đất lịch sử chủ yếu là dự phòng và cô lập. Tính đến 10 giờ ngày 28 tháng 7, trận động đất Menyuan mạnh 6,9 độ Richter đã ghi nhận 8 dư chấn cấp độ mạnh 3,0 độ Richter trở lên, bao gồm một trận động đất mạnh 5,0 đến 5,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 4,0 đến 4,9 độ Richter và 6 trận động đất cấp độ mạnh 3,0 đến 3,9 độ Richter. Sự suy giảm chuỗi địa chấn là bình thường. Theo nhận định sơ bộ trên cơ sở tham vấn toàn diện các trận động đất lịch sử, đặc điểm suy giảm của các chuỗi trận động đất, dữ liệu tiền độ động đất thì trận động đất này chủ yếu thuộc loại dư. Các chuyên gia cho biết trận động đất ở Menyuan có cường độ 6,9 độ Richter được cảm nhận trong phạm vi rộng, còn Thanh Hải và Cam Túc thì có thể cảm nhận được rất mạnh. Độ cao trung bình trong vòng 5 km tính từ tâm chấn là khoảng 3.674m và dân cư gần tâm chấn tương đối thưa thớt. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 28 tháng 7 năm 2022, theo giờ Bắc Kinh, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nam Viên, tỉnh Hải Bắc, tỉnh Thanh Hải, với tâm chấn khoảng 37,77 độ Vĩ Bắc, 101,26 độ Kinh Đông, có trọng tâm độ sâu 10 km. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc công bố bản đồ cường độ động đất của đám động đất Sichuan-Mankang 6,0 độ Richter. Vừa qua, cơ quan quản lý động đất Trung Quốc đã công bố bản đồ cường độ động đất của bầy Mankang 6,0 độ Richter. Việc điều tra đánh giá cường độ động đất là cơ sở và là cơ sở cho việc ứng phó và khắc phục hậu quả động đất và sẽ đóng vai trò quan trọng trên 3 khía cạnh sau. Thứ nhất, cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng cho việc triển khai công tác cứu trợ động đất của bên Ủy ban Trung ương, Hội đồng Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Thứ hai, đánh giá thiệt hại về kinh tế do thảm họa động đất là cơ sở cốt lõi. Thứ ba là cung cấp cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch khôi phục, tái thiết các vùng thiên tai. Về cường độ động đất, bản đồ cường độ động đất và đánh giá cường độ, cái gọi là cường độ địa chấn phản ánh mức độ thiệt hại đối với mặt đất, nhà cửa và các công trình kiến trúc khác bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bao gồm thiệt hại đối với các tòa nhà và sự thay đổi của cảnh quan tự nhiên. Cường độ của nước ta được chia thành 12 lớp, lớp càng cao thì thiệt hại càng nặng. Trong số đó, các tòa nhà có cường độ từ 6 độ trở lên sẽ bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Nói chung, trong một trận động đất, càng gần tâm chấn, giá trị cường độ càng lớn, càng xa tâm chấn, giá trị cường độ càng nhỏ. Bản đồ cường độ động đất phản ánh phạm vi và mức độ ảnh hưởng đến mặt đất do động đất gây ra. Khảo sát và đánh giá cường độ địa chấn. Sau trận động đất, theo sự triển khai của Bộ Quản lý Khẩn cấp và Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc, một đội tại chỗ gồm 74 người từ Cơ quan Quản lý Động đất Tứ Xuyên đã đi qua 5 thành phố và quận của thành phố Mankang, quận Hồng Yuan, quận Aba, hạt Rangtang và huyện Jinchuan ở tỉnh Aba. Cuộc khảo sát thiệt hại do động đất ở thị trấn và đánh giá cường độ thảm họa động đất kéo dài trong 4 ngày với hành trình hơn 15.000 km.
đội điều tra thảm họa đã cử tổng cộng 26 nhóm gồm 98 người tới điều tra tổng cộng 77 điểm, lấy mẫu và thu được một lượng lớn dữ liệu cơ bản. Với việc tham khảo sự phân bố dư chấn, giải pháp cơ chế tiêu điểm và viễn thám bằng thiết bị bay không người lái, người ta đã xác định được phân bố cường độ của trận động đất này, biểu đồ cường độ, phân bố cường độ động đất. Vừa qua, một trận động đất có cường độ 5,8 độ Richter, 6,0 độ Richter và 5,2 độ Richter đã xảy ra ở Mankang, Tứ Xuyên, là một trận động đất kiểu bầy đàn. Sự phân bố cường độ động đất của đám động đất được hình thành do chồng chất của 3 thiệt hại do trận động đất gây ra, cường độ cao nhất là 8 độ. Trục dài của đường đẳng áp có xu hướng NVK, trục dài là 111 km, trục ngắn là trục 67 km và quận từ độ 6 độ trở lên. Có diện tích 5.719 km2, chủ yếu liên quan đến thành phố Mankang, quận A3, quận Hong Yuan và quận Rang Tang, quận A3 Tây Tạng và quận Tự Trị Khoang, tỉnh Tứ Xuyên. Tổng cộng 4 quận, thành phố và 21 thị trấn, bao gồm 11 thị trấn ở thành phố Mankang, 5 thị trấn ở hạt A3, 2 thị trấn ở hạt Yongwan và 3 thị trấn ở hạt Rang Tang. Khu vực độ 8 có diện tích 109 km2, chủ yếu liên quan đến thị trấn Khao Deng, thành phố Mankang, tỉnh A3, Tây Tạng và tỉnh Tự Trị Khoang, với tổng số 1 thị trấn. Khu vực độ 7 độ có diện tích 1.459 km2, chủ yếu liên quan đến thị trấn Khao Deng, thị trấn Jongmuju, thị trấn Longjenja, thị trấn Kansan, thị trấn Jibu, thị trấn Sangrong, thành phố Mankang, tỉnh Tự Trị A3, Tây Tạng và Kiang, thị trấn Rồng. A3 County, An Township, Chama Township, Yangwan County, tổng cộng 8 thị trấn. Khu vực độ 6 độ có diện tích 4.151 km2, chủ yếu liên quan đến thị trấn Ribu, thị trấn Sengrong, thị trấn Kansan, thị trấn Jomuju, thị trấn Rongzenja, thị trấn Mankang, thị trấn Khao Deng, thành phố Mankang, A3 Tây Tạng và tỉnh Tự Trị Quang. Thị trấn Songgang, thị trấn Dajang, thị trấn Bayan, thị trấn Mulyong, thị trấn Longran, thị trấn Kunsa, thị trấn Kehe, thị trấn Thanchiang, thị trấn Heji ở quận A3, thị trấn Chama và thị trấn Yangjong ở huyện Yongwan. Có tổng cộng 21 thị trấn ở quận Rangtang, bao gồm thị trấn Sangrangtang, thị trấn Gadu và thị trấn Zhongrongtang. Ngoài ra, một số thị trấn và các khu vực khác của huyện Yinchuan nằm ngoài khu vực 6 độ cũng bị ảnh hưởng. Một số ngôi nhà cổ bị hư hại và hư hỏng. Các đặc điểm cơ bản của thiệt hại do động đất. Thảm họa động đất có đặc điểm như sau. Một là nhiều thiệt hại do động đất chồng chất. Trận động đất là một trận động đất kiểu bầy đàn. Các trận động đất trung bình và mạnh có cường độ 5,8 độ Richter, 6,0 độ Richter và 5,2 độ Richter xảy ra liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn và sự chồng chất của thiệt hại do động đất gây ra là rõ ràng. Hai là ngôi nhà có khả năng chống động đất kém. Hầu hết các ngôi nhà trong khu vực bị động đất là kiến trúc bằng đá và gỗ theo phong cách Tây Tạng. Những ngôi nhà như vậy không có biện pháp gia cố và có khả năng chống động đất kém. Trận động đất đã làm một số ngôi nhà bị sập và sập cục bộ. Ba là thảm họa địa chất phát triển hơn. Tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng núi cao và thung lũng. Trong khu vực là núi cao, thung lũng sâu, độ dốc lớn, khối đá tương đối rời rạc. Sau động đất có thể xảy ra các tai biến địa chất như thứ cấp như sạt lở đất, sụt và đá lăn có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Sau trận động đất, các công trình huyết mạch như đường xá, điện và thông tin liên lạc trong khu vực tâm chấn bị hư hại nghiêm trọng và con đường từ Mankang đến thị trấn Khao Deng của tỉnh lộ 220 bị hư hại đặc biệt. Ngoài ra, trận động đất cũng khiến một con sông ở huyện Yongyan bị tắc nghẽn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.